Dạ vâng, em Tuấn ở Tô Cổ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Vâng, thì hiện tại em làm tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ là km 47 Quang Trung, Lão Hải Phòng quý anh chị bạn nhé. Thì hôm nay em muốn lên sóng quay báo giá review trực tiếp một ô tô Taurus với bản thiếu bản limo. Muốn gửi toàn thể quý anh chị bạn tiện tham khảo luôn ạ. Và em này cửa tiền có nói thì cũng chỉ hơn 200 triệu một chút thôi. Thì nó qua thông số của em nó tí. Em này được sản xuất vào năm 2012, lắp ráp tại Việt Nam quý anh chị bạn nhá. Động cơ của nó động cơ 1.5. Cái bản limo này thì đã nâng đầy đủ hệ thống gọi là xi nhan tích hợp chân gương và làn răng đúc bốn bánh đầy đủ các bác nhá. Đấy thì sơn xi tổng thành bên ngoài em nó mang nước sơn màu đen, màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sơn xi tổng thành bên ngoài rất là bóng bẩy và đẹp rồi, không có chỗ nào bị xước xác cả. Và cái hệ thống đèn chiếu sáng của em này, đèn chiếu sáng chính các bạn, nó được độ lên bộ đèn bi siêu sáng rồi. Đèn bi xa lông nữa. Thì kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm và xi nhan tích hợp chân gương này. Đấy, em sẽ đi lượn vòng quanh sân thân vỏ xe để cho quý chị bạn tiện tham khảo cũng ngắm qua em nó một chút này. Nói chung là sơn xi bên ngoài thì bóng bẩy đẹp đẽ hết rồi các bác nhá. Đấy, không có chỗ nào xước xác gì cả. Đấy, có chăng các bác rửa qua nước lã thôi là mọi thứ nó sạch sẽ sáng bóng như mới luôn. Đấy, tổng thành sơn xi thân vỏ này cực kỳ nét luôn. Cũng như hệ thống gọi là cản sau nối thân vỏ của nó á. Các bác nhá, nó rất là đều nhau. Và em này thì trang bị cho mình đầy đủ hệ thống gọi là camera lùi. Hiện tại em nó mang biển tư nhân, biển Hà Nội quý anh chị bạn nhá. 30F72628 này. À 67628 ạ. Đấy. Thì tổng quan phần hệ thống đèn của nó là không có cái đèn nào bị dập vỡ, cũng như sơn xi bên ngoài không có chỗ nào bị chảy xước. Đấy. Đều được mông má spa làm mắt nét căng rồi hết rồi. Đấy, tất cả mua về chỉ để sử dụng qua nhá. Đấy, những cái khe hở gọi là phần thân vỏ nó này rất là đều và nhỏ luôn. Em này keo chỉ cố lốp còn nguyên zin quá nhé. Đây là toàn bộ hệ thống keo chỉ cố lốp, những phần gọi là tôn vỏ gầm này, tôn cố lốp của nó đấy, nó hoàn toàn không mất phần tôn vỏ nào, không có méo mó gồ ghề thế nào quá nhé. Keo chỉ cố lốp còn nguyên zin, cũng như toàn bộ hệ thống gọi là cố lốp của nó đây rất là sáng và không mòn. Lốp Z nó mới khoảng tầm 90% các bác nhé. Lốp Z nó mới khoảng 90% này, rãnh lốp rất là sâu, sâu dưới lốp còn nguyên zin. Tổng quanh phong dáng bên ngoài em này thì không phải tút tát lại sơn gì các bác, mua về sẵn sử dụng luôn. Còn phần keo chỉ nó các bác này, keo chỉ cũng như là khoang nội thất của nó này, thì nó bọc một lớp kế da tương đối là mới và đẹp sạch sẽ các bác nhé. Tương đối là đẹp và sạch sẽ luôn ạ. Đấy, nói chung là nó không có vết rách hay là vết thủng nào cả, cực kỳ đẹp. Chân em này là chân nỉ với bản theo xe các bác nhé, chân nỉ với bản theo xe. Có mặt táp ly của dòng Nimo này thì nó mang nước sơn màu gọi là màu ghi tối các bác nhé, ghi xám xám một chút đấy ạ. Và kết hợp một chút bao da lắm này. Đấy, lắm này thì nó bọc da, mọi thứ, mọi phụ tục phụ kiện nó đều còn zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Rất đều đẹp luôn, mặt táp ly này nó hoàn toàn không hiện tượng nhàu nát và chảy xước gì cả. Còn phần keo chỉ của nó đây, thì quan trọng nhất vẫn là phần keo chỉ của mẫu xe đã qua sử dụng các bác nhé. Toàn bộ hệ thống keo chỉ cánh sau bên phụ đấy ạ. Đấy, thì nó nguyên zin nguyên bản theo xe, chưa có mất lại phần keo chỉ nào. Đấy, cái đường tôn vỏ nó rất là thẳng luôn, cánh cửa đóng vào rất khít luôn, rất nhẹ nhàng, chắc nịch luôn các bác nhá. Đấy, hai ghế trước của nó, phần cabin của nó này tương đối là sạch sẽ đẹp tinh tươm các bác ạ. Em này thì các bác mua về sẵn thì chỉ việc đổ xăng thay dầu chạy thôi. Đấy, với cái bản limo nó không có túi khí nhưng mà người ta đã đỏ cả mặt táp lô lên này các bác này, đỏ cả mặt táp lô cũng như hệ thống gọi là vô lăng của nó này. Đấy, đầy đủ túi khí an toàn. Chắc là cái này thì nó chỉ là người ta dập vân mà thôi chứ hoàn toàn là bên trong là không túi khí các bác nhé. Đấy. Mặt táp ly bên cánh phụ đây, sáng bóng sạch sẽ tuyệt vời luôn các em. Toyota Vios này đời 2012. Hiện tại bên em đề xuất bán với giá chỉ có 218 triệu các bác nhé, 218 triệu thôi. Bên em báo hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển, hoặc là các bác có thể giữ nguyên bộ hồ sơ này thì bên giữ biển và chỉ cần công chứng sang là thoải mái đi lại rồi. Đấy, chỗ công an thì người ta không bắt chính chủ, trừ khi mà các bác làm cái gì đấy nó vi phạm pháp luật đấy thì bắt đầu người ta mới điều tra chính chủ. Đây là một mẫu xe Toyota, đây là một mẫu xe cũ đóng hạn sử dụng các bác nhé. Hiện tại chiếc Toyota Vios đời 2012 này đăng kiểm của nó dài tận tháng 10 năm 2022 các bác nhé. Chung bây giờ cái giá cả 218 triệu để bên em sẽ bao giúp hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển, và giá thì thương lượng thoải mái các bác nhé. Mặt táp ly táp lô của nó phải nói cực kỳ đẹp rồi. Các bác có thể lựa chọn em này về chạy gia đình hoặc là đã đưa tí dịch vụ ở ngoài kỳ ok luôn. Và cái dòng Toyota Vios này thì nó nổi tiếng là thương hiệu là máy số nó cực kỳ là lành lặn luôn. Và chi phí gọi là cái tiêu hao năng lượng của nó thì
có loại quanh khoảng là 5,5-6 lít để nhiên liệu thôi, trên 100 km thôi các bác nhá. Đấy, cực kỳ là tiết kiệm luôn, mã lành lặn. Bởi vì nó trong phần option của nó các bác này, phần cabin option của chiếc Toyota Vios đấy ạ, thì nói chung là nó cũng không có quá nhiều thứ phức tạp, cho nên là loanh quanh thì nó cũng chỉ có mấy cái phím chỉnh gọi là chỉnh điều hòa. Đấy, gió điều hòa và nóng lạnh thôi, mà ngoài ra không có gì cả. Cái màn hình giải trí của nó này, cái màn hình giải trí của nó đấy con này, màn hình này thì nó là màn hình DVD có tích hợp cả hệ thống gọi là cổng nối USB và có cả camera lùi rồi các bác nhé. Toàn bộ hệ thống ghế nó phải nói tương đối đẹp em này, nó là bản limo thật đấy, nhưng mà nó ra tên tư nhân từ rất là lâu rồi, ra tên tư nhân từ rất là lâu rồi các bác nhé. Đấy, cho nên là tất cả mọi thứ nhựa bên trong mà về tên tư nhân người ta làm lại rất là đẹp rồi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn, nét căng luôn các bác. Đấy, nhựa nhạc của nó này siêu đẹp luôn. Được cái biển Hà Nội là các bác mà đang sinh sống làm việc tại Hà Nội thì các bác mua em này về thì vào thẳng tên mình luôn, nó tiết kiệm là đâu đó giữ nguyên biển như thế nào, và vào tên mình luôn ấy thì nó tiết kiệm đâu đó khoảng 20 triệu tiền biển các bác, tiền ra tên đấy, tiền ra biển mới của Hà Nội. Chi phí ra biển Hà Nội rất là đắt đỏ luôn. Đấy, tất cả một ốp nhựa bên trong mẫu xe này nó rất là đẹp luôn. Hệ thống nhựa của nó không bị cong vênh hay là nó bị chật khớp gì chỗ nào cả các bác nhé. Toàn bộ hệ thống nhựa nó rất là đều đẹp xe, từ phần ốp trần nỉ này, đấy, phần nhựa của nó này. Em này thì bộ giá phía sau cũng tương đối sạch sẽ đẹp, bộ giá bên hai bên quả loa tôi đùng các bác này. Chung là mẫu xe cũ đã qua sử dụng, em cam kết các bác là tất cả mọi thứ về phần nào loa đài âm thanh ánh sáng là khi về tay khách hàng sử dụng là đều mọi thứ đều hoạt động bình thường các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Theo xe này, màn hình thì đã độ màn hình này gọi là màn hình Full HD, DVD. Tôn vỏ bên ngoài nó sơn xi nghe rất là đánh tiếng sơn, ok. Còn bên hệ thống keo chỉ cánh bên lái các bác này, cánh bên lái này, vân sần cũng như phần nhựa nó rất là đẹp rồi. Em này hình như là độ cả gương kính gục xòe các bác nhé, bởi vì người ta độ xi nhan tích hợp chân gương rồi, chả tiếc thì thêm vài đồng nó độ thêm cái bộ gương kính gục xòe, đầy đủ đồ chơi rồi. Đây, em sẽ test thử phần gương kính cụp xe cho nó cụp xe không ạ. Đấy, nó cụp xe luôn các bác nhé. Đấy, nó có cả cụp xe luôn. Đấy, rất là hay luôn. Nó độ rất nhiều đồ chơi. Phần dẫn sẽ vào phần khoang động cơ cho các bác này, đẹp em này, mọi thứ này. Máy nổ rất là êm luôn. Máy nổ rất là êm. Odo mới có 12 vạn đâu rồi các bác này. Đấy, lúc em mua về thì giờ nó 12 vạn. Đấy, trước đó thì không biết anh em có xử lý gì không. Đấy, mọi thứ mặt phần vân sần của tấm lô của nó phải nói rất đẹp rồi. Xe nói chung là người ta về tư nhân rất là lâu rồi, cho nên là nội thất tất cả tiết tố bên trong nhựa nhạc của nó rất là sáng, xe sạch xe quá nhá. Phần khoang động cơ này nổ rất là êm, máy nổ rất là êm luôn. Đấy, kiểm tra phần cốp đuôi xem nó có đầy đủ hệ thống kích lốp chưa, lốp sơ cua chưa. Đấy, xem nó có méo mó va chạm gì phần đuôi nào không. Nó hoàn toàn đuôi các này, tất cả phần tôn ép của nó đây, phần zin nguyên bản cho xe này rất đẹp luôn ạ. Đấy, cả phần là phần ủ răng này nó là, nói chung là nó không bị co rúm tôn, không hiện tượng dấu hiệu gì gọi là va chạm đồng đụng cả. Đây, phần gầm của em nói các bác này, đầy đủ hệ thống lốp sơ cua cũng như kích lốp các bác nhé. Đầy đủ hệ thống lốp sơ cua cũng như là kích lốp rồi. Toàn bộ hệ thống gầm của nó này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó làm sẽ quay luôn phần khoang động cơ cho các bác tham khảo về mẫu Toyota Vios đời 2012 bản limo nâng kịch full air rồi, giá chỉ 218 triệu thôi. Cái máy thì hoàn toàn khô ráo quá nghe, máy thì rất là khô ráo luôn, máy khô ráo một mặt, máy nổ rất là êm luôn. Cái đời này thì các bác yêu cầu máy zin thì hoàn toàn rất là ít luôn quá nhé, bởi vì thứ nhất nó là Toyota Vios nữa, chạy rất là nhiều, tuy nhiên là xử lý mặt gioăng làn cò tất cả mọi thứ là chuyện bình thường các bác nhé. Được cái em cam kết các bác, em này thì nó không có đâm đụng về phần động những rằng chassis và quẹt nhỏ nhỏ ngoài thì không thể tránh được các bác. Em này nó cabo nó là tất cả mọi thứ đây, đều còn zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Mà độ được cái độ rất nhiều đồ chơi, đèn bi salon siêu sáng này, rồi thì nó được cái lợi thế là tên tư nhân biển Hà Nội này, và gương kính cụm xe là răng đúc 4 bánh, nhưng là không có khác gì bản E cả các bác nhé. Khoang động cơ nó tương đối là khô ráo và đẹp rồi. Các bác nào mà quan tâm mẫu xe Toyota Vios đời 2012, cửa tiền chỉ 218 triệu thôi.
thì anh nhanh chiếc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em bác nhé, 0389 726 738 ạ. Bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một lần đăng ký cũng như là bật chuông thông báo để liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Miền Bắc, km 47 Quang Trung, Lão Hải Phòng. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý chị bạn ở video sau ạ.